7 quy tắc làm ăn bất di bất dịch của người Hoa, lưu lại để dùng dần. Việc kinh doanh, buôn bán xưa và nay dường như có sự khác xa một trời một vực, nhưng về căn bản vẫn dựa trên 7 quy tắc bất di bất dịch mà người Trung Hoa cho rằng, nếu thuộc lòng các quy tắc này thì cầm chắc giàu sang sau này. 1. Xuất nhập phải cẩn thận. Hàng hóa, sổ sách, tiền bạc thu chi hàng ngày phải ghi chép cẩn thận, lưu trữ chính xác. Phải có công cụ và phương tiện lưu trữ, bảo quản tránh cháy, nổ, hư hỏng công tác xuất nhập phải được đối chiếu thường xuyên, cần chính xác tránh gây sai lệch, thất thoát. Có lưu trữ chính xác, làm việc với khách hàng càng thuận tiện. Thời nhà Minh, có ông chủ hãng giày hữu Liên Sơn, nổi tiếng ghi chép đặc điểm giày của khách hàng rất chi tiết. Học giả Trương Hồng Sơn trước lúc đi thì khoa bảng đến đặt một đôi giày. Ông chủ như mọi khi cẩn thận ghi chép số đo, chất liệu giày, nhận thấy rằng vị khách này có chút đặc biệt, bàn chân trái to, giày hơn chân phải, ngón chân cái lại hơi khoằm. Không lâu sau, Trương Hồng Sơn đỗ đạt cao, được bổ tứ phẩm. Có một vị quan nhỏ đến Hữu Liên Sơn đặt đôi giày làm quà tặng, chỉ cần nói tên đại học sĩ Trương Hồng Sơn, cửa hàng đã mau chóng lấy số liệu ghi chép lần trước, đóng được một đôi giày đẹp lại vừa khít bàn chân đặc biệt cho khách chỉ trong 3 ngày. Vị quan nhỏ và cửa hàng giày sau đó đều được coi trọng. 2. Buôn bán phải thức thời. Làm kinh doanh, mua bán phải biết nhìn ra cơ hội, dự đoán được nhu cầu và biến động thị trường. Gặp thời, phải biết cách tận dụng không gặp thời phải biết cách ứng biến hay quan sát nhạy bén và phán đoán chính xác là khởi nguồn của người kinh doanh giỏi vào thời tống có một lần thành lâm an bị cháy rất to cửa hàng của một người họ bùi cũng bị bắt lửa nhưng ông ta không vội chạy đi chữa cháy mà sai người cầm ngân lượng ra ngoài thành mua những vật liệu xây dựng như gỗ tre ngói sau khi lửa đã được dập tắt tất cả trở thành đống đổ nát hoang tàn thị trường vật liệu xây dựng trở nên khan hiếm lúc này người họ bùi kia nhân thời cơ tung hàng ra bán tiền kiếm được gấp hàng chục lần giá trị cửa hàng đã bị cháy kia, đồng thời cùng đáp ứng được nhu cầu của thị trường và nhân dân. 3. Nguyên liệu phải chất lượng. Hàng hóa mua vào phải được xem xét thấy tận mắt, đến tận nơi, sờ tận tay. Phải đạt tiêu chuẩn tra xét, kiểm soát, kiểm nghiệm chất lượng tốt nhất, tránh mua trâu vẽ bóng. Hàng thuốc tống nguyên đường ở Bắc Kinh rất tỉ mỉ trong việc chế thuốc, cửa hàng chỉ dùng những thứ cao cấp để chế thuốc. Nào là vị thuốc quý ở miền Trung, nào là chỉ dùng thuần loại gà chân đen để làm thuốc ok bạch phụng hoàn, gà thì phải chọn loại đủ cân, đủ lạng, giết gà phải đúng cách để đảm bảo tiết gà trong cơ thể, và làm tăng giá trị dinh dưỡng. Có hơn 40 cách để chế ra thuốc viên, nhưng cách nào cũng tỉ mỉ để đảm bảo chất lượng thuốc tốt nhất, bảo quản trong 3 năm nhằm hạ hỏa trong viên thuốc để thuốc có vị thơm ngon, rồi mới đem ra bán. Đó là lý do mà tên tuổi Tống Nguyên Đường vẫn còn lưu lại cho đến ngày nay. 4. Hàng hóa phải tối ưu hàng hóa bán ra phải tối ưu hóa chất lượng, công dụng, giá trị, làm sao để bán được nhiều nhất có thể với giá phù hợp nhất. Ông Chu làm nghề bán ngọc trai. Ông thường dậy thật sớm để là người đầu tiên đón thuyền trai về bến, và chọn những viên ngọc to, tròn, bóng nhất. Sau đó, ông chọn gỗ đàn hương thật đẹp để làm những chiếc hộp đặc biệt, ngoài chạm hình long phượng, đá quý viên quanh, bên trong thuê người lót nhung tím tía và lông chim. Giá ngọc trai của ông Chu rất đắt, nhưng khách hàng vẫn nô nức mua. Có những khách hàng mua hàng chỉ vì chiếc hộp quá đẹp, có những khách nhìn thấy chiếc hộp là đã ưng ngọc rồi, còn đa số mọi người cảm thấy hài lòng vì vừa được mua ngọc tốt lại được khuyến mại, thêm hộp đựng. Ông chủ chu cứ thế mà hốt bạc. 5. Giao thương phải linh động. Trong giao thương, linh động là vũ khí tuyệt vời giúp ta không chỉ trèo chống giữa thắng thua trên thương trường, mà còn có thể nắm bắt và tự tạo ra cơ hội. Dưới triều Đông Hán, vùng liêu đông dân chúng nhưng chỉ nuôi heo đen. Trương hứa nuôi heo nọ lại có lứa heo đẻ toàn heo trắng, rất lạ, ai biết được cũng rất thích và hiếu kỳ đến xem đàn heo. Trương Hướng nghĩ rằng ở vùng này toàn heo đen bèn mang lứa heo đó, đến chợ Nam Kinh để bán, sau 3 tháng đi đường ông mới tới nơi, nhưng ở đây giá heo trắng lại rất rẻ mạt vì ở Nam Kinh, không thiếu gì giống heo này. Ông nghĩ ngay rằng, như vậy có thể khai thác giống heo trắng ở quê nhà thì sẽ được khá lời. Ông Trương mua ngay giống heo trắng ở Nam Kinh mang về quê, đồng thời ở Nam Kinh không có heo đen thì ông mang giống heo đen đến đó bán mới có một năm mà ông đã giàu nứt vách nhờ heo. 6. Doanh nghiệp phải uy tín. Người làm kinh doanh bao giờ cũng phải đặt uy tín lên hàng đầu. Có uy tín thì có tất cả, mất uy tín thì mất tất cả. Đây là quy ước bất di bất dịch bất thành văn, người nào cố ý phá vỡ quy ước này thì không đáng được gọi là doanh nhân. Nhà thuốc du đường có lối thiết kế rất độc đáo, đại sảnh tiếp khách ở trong. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.